Xin chào anh em, trên tay mình là Xiaomi A5, một trong những mẫu điện thoại giá rẻ dành cho người lớn tuổi, và link của sản phẩm thì mình sẽ để ở phía dưới của phần miêu tả. Xiaomi A5 này thì được mình mua tại điện thoại siêu rẻ.com với mức giá là 280.000 đồng. Máy thì được sản xuất ở Trung Quốc và nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Sao Việt, được bảo hành chính hãng 12 tháng. Ở phía sau hộp thì Xiaomi đã demo một số các tính năng nổi bật của máy, trong đó mình thích nhất là tính năng gì ạ? Đọc số điện thoại này, chuông lớn này, và đặc biệt là nghe radio FM mà không cần đến tai nghe. Thời lượng pin của máy là 1150 mAh, và theo mình nghĩ nó sẽ trụ được từ khoảng từ 4 đến 5 ngày. Ngoài ra thì máy còn có thể lên được internet bằng EDGE thông qua nền tảng Java. Ở bên phía tay phải của mình là Nokia 3310, và như các bạn có thể thấy thì máy Xiaomi A5 có thiết kế khá là giống Nokia 3310. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp cho anh em kiểm tra. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái loa ngoài rất là lớn, một cái camera ở đây, mình không rõ là bao nhiêu cái megapixel nha. Một sim micro, một sim thường và một khe cắm thẻ nhớ micro SD. Viên pin thì rất là màu mè và toàn bằng tiếng Trung không. 1150 mAh. Đó. Về cơ bản thì mình thấy chiếc máy này nó khá là cứng cáp và chắc chắn nha, nó không có ọp ẹp. Các bạn có thể thấy là nó nhỏ hơn đôi chút so với Nokia 3310 phiên bản chính hãng. Bàn phím T9 ở phía trước của máy thì làm bằng nhựa nha, bấm rất là thoải mái, độ nảy tốt, số to và rất là thích hợp cho những người lớn tuổi, chỉ cần bấm là nhìn thấy rất là rõ ràng. Phía bên cạnh trái của chúng ta sẽ có một cái phím đèn pin, chỉ cần gạt lên là tắt, gạt lên là mở và gạt xuống là tắt, rất là đơn giản. Thậm chí là khi các bạn khóa nguồn, các bạn tắt nguồn mà bên trong máy thì các bạn vẫn sẽ có thể sử dụng bình thường. Và phía bên kia thì chúng ta sẽ có một cái phím mở khóa, tức là gạt lên là khóa, gạt xuống là mở, gạt lên là khóa, gạt xuống là mở, rất là đơn giản, rất là thuận tiện cho những người lớn tuổi sử dụng. Icon của máy thì rất là lớn, màn hình sáng này và các cái phông chữ của nó thì cũng rất là dễ nhìn. Cái giao diện của nó thì không có quá phức tạp, rất là phù hợp với những người lớn tuổi. Trong này thì có cả Facebook và Twitter nữa. Như mình nói ban đầu là nó sẽ dựa trên nền tảng Java và chạy bằng EDGE nha. Bây giờ thì mình sẽ mở thử chuông của máy cho anh em nghe thử xem nó có lớn hay không. Ok, môi trường xung quanh của mình hơi ồn, nhưng thực tế trải nghiệm thì mình thấy là chuông của nó rất là lớn và có nhiều kiểu chuông cho mọi người lựa chọn. Ngoài ra thì nếu mà mình gắn thêm thẻ nhớ thì có thể lấy nhạc chuông từ thẻ nhớ, hoặc là nghe nhạc, hoặc là ghi âm cuộc gọi. Phía trên thì chúng ta sẽ có một đèn pin rất là lớn này. Xem qua chút xíu ha. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một cổng sạc, một giắc cắn tai nghe 3.5mm và một cái lỗ để treo cái dây để đeo vào tay, tránh cho các cụ già bị rơi. Trong hộp máy thì chúng ta chỉ có một adapter sạc có nguồn ra là 5V và 500mAh, tức là sạc đầy cho cái máy mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Ngoài ra thì anh em sẽ có thêm một sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Tốt nhất là nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước sử dụng nha. Và thì chúng ta sẽ có đây thêm là một cái ốp lưng nhựa trong nữa. Rất là lâu rồi thì mình mới thấy một cái điện thoại nghe gọi nó có ốp lưng như vậy nha anh em. Đây thực sự là một chiếc máy rất là dễ sử dụng, giao diện thân thiện. Đây, máy có thêm khả năng là đọc số điện thoại nữa nha anh em. Khi mà bấm thì nó sẽ đọc, và khi mà có người gọi điện đến cho mình thì nó cũng sẽ đọc số điện thoại lên để cho mình biết. Đó, đọc số điện thoại này. Ngoài ra thì máy còn có thêm tính năng là SOS, tức là trong trường hợp khẩn cấp, khi mà bấm những cái phím mà mình đã cài đặt ở trong cái mục SOS ấy, thì nó sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho một cái người thân của mình để thông báo về cái tình trạng sức khỏe của mình, thông báo về việc mình đang gặp sự cố nhỉ ha. Nó rất là giống những cái dòng máy Philips trước đây. Chất lượng hoàn thiện máy thì rất là tốt, mình cảm giác cầm nó cứng cáp mà nó không bị ọp ẹp, nó không bị nhựa đều đều như những cái dòng máy Trung Quốc rẻ tiền, mặc dù là nó cũng rất là rẻ, chỉ có 280.000 đồng mà thôi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm nút chức năng là tiết kiệm pin, khi mà mở tiết kiệm pin lên thì là màn hình nó sẽ giảm độ sáng xuống. Đó, mình cảm giác bấm rất là tốt, máy cầm đầm tay. Và thực sự 280.000 đồng là một cái máy rất là rẻ, các bạn có thể bỏ ra để mua cho ông, cho bà. Vậy thì các bạn nghĩ sản phẩm này như thế nào thì vui lòng để lại comment ở phía dưới. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.